Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá tối 17:30 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Như mọi ngày, chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua. Từ diễn biến bên lề các trận đấu cho tới những phát biểu thú vị hay những chuyển động hấp dẫn khác của giới túc cầu. Hãy cùng bắt đầu với những câu chuyện chính ở bản tin tối này. Trong ngày hôm qua, câu lạc bộ Juventus đã công bố báo cáo tài chính cho mùa giải 2021-2022. Trong đó, bà đầm già thành Turin ghi nhận mức lỗ kỷ lục lên tới 254,3 triệu euro. Đây chính là mức lỗ lớn nhất mà một đội bóng Serie A từng ghi nhận trong lịch sử. Nguyên nhân được cho là tới từ những ảnh hưởng của đại dịch, thành tích không tốt trên sân cỏ và quỹ lương quá lớn của Juve. Đây cũng là mùa giải thứ 5 liên tiếp mà Juve báo lỗ. Ban lãnh đạo của Bianconeri đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc giải quyết tình hình tài chính của đội bóng lúc này. Trong thời gian gần đây, một số nguồn tin tại Tây Ban Nha lại đưa thông tin tiền vệ Toni Kroos có thể xem xét giải nghệ ngay sau khi mùa giải năm nay khép lại. Tuy nhiên, thông tin này đã bị phủ nhận bởi tờ AS, một tờ báo thân với Real Madrid. Nguồn tin này cho hay Kroos quyết định sẽ tiếp tục thi đấu khi cảm thấy thể trạng của mình vẫn còn cho phép. Nhiều khả năng anh sẽ ký gia hạn thêm một năm nữa với Los Blancos sau khi mùa giải năm nay khép lại. Cũng theo AS, trong số các thủ sẽ hết hạn hợp đồng với Real Madrid vào cuối mùa hè, hai cầu thủ Mariano Diaz và Marco Asensio chắc chắn sẽ không được gia hạn. Những cái tên còn lại như Karim Benzema, Nacho Fernandez, Luka Modric, Dani Ceballos và tất nhiên cả Toni Kroos đều có khả năng sẽ ký gia hạn với đội chủ sân Bernabeu. Chấn thương nặng của hậu vệ Ronald Araujo khi tập trung cùng đội tuyển Uruguay chắc chắn sẽ là một tổn thất vô cùng lớn đối với câu lạc bộ Barcelona trong chuỗi trận khó khăn sắp tới. Theo quy định, FIFA sẽ phải bồi thường cho đội bóng xứ Catalan từ giờ cho tới khi Araujo kết thúc việc điều trị chấn thương và trở lại tập luyện. Tờ Marca cho biết Blaugrana có thể nhận được khoản tiền đền bù tối đa là 20.458 euro mỗi ngày. Với chiến thắng 2-0 trước Hungary, đội tuyển Italia đã trở thành đại diện tiếp theo ghi tên mình vào vòng bán kết của UEFA Nations League. Huấn luyện viên Roberto Mancini tỏ ra khá vui mừng với thành tích này. Ông phát biểu sau trận đấu: "Có một số cầu thủ ngồi trên ghế dự bị hôm nay và sẽ được trao cơ hội lần sau. Nhưng về cơ bản, đây là đội hình mà chúng tôi đang xây dựng. Đây không phải là một sự thử nghiệm. Tôi đã bắt đầu quá trình xây dựng thế hệ mới của Italia được một thời gian rồi. Có thể bây giờ chúng tôi chưa giống với một trong bốn đội tuyển mạnh nhất tại châu Âu, nhưng vào tháng 6 tới mọi thứ trông sẽ ổn hơn rất nhiều. Ngày hôm nay chúng tôi chơi với hai cậu nhóc trên hàng công. Nếu những chàng trai này có thể duy trì chất lượng của mình và cải thiện hơn nữa trong vòng 2 năm tới, họ sẽ trở thành những mũi tấn công rất đáng sợ của chúng tôi." Khi mà top 4 đội bóng xuất sắc nhất Nations League năm nay sắp được xác định thì địa điểm tổ chức những trận đấu cuối cùng chuẩn bị được công bố. Theo tờ NOS thì nhiều khả năng các trận bán kết của Nations League năm nay sẽ được tổ chức tại Hà Lan. Trong đó, sân Quyep của câu lạc bộ Feyenoord và sân De Groenvesten của FC Twente là những địa điểm thi đấu được lựa chọn. Các trận đấu bán kết sẽ được diễn ra vào tháng 6 năm 2023. Nước Anh chuẩn bị đón chào sự trở lại của một người quen cũ, đó là huấn luyện viên Slaven Bilic. Và ngày hôm qua, câu lạc bộ Watford đã chính thức công bố bổ nhiệm nhà cầm quân người Croatia vào vị trí thuyền trưởng mới của đội bóng. Ông sẽ thay thế cho người tiền nhiệm Rob Owen vừa bị sa thải. Slaven Bilic là huấn luyện viên từng có kinh nghiệm cầm quân tại Premier League khi dẫn dắt câu lạc bộ West Ham United và West Brom. Đội bóng gần nhất mà ông dẫn dắt trước khi tới Watford là câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An của Trung Quốc. Bilic được kỳ vọng sẽ đưa Watford trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh ở mùa giải năm nay. Inter Milan đã trở thành câu lạc bộ mới nhất đóng vai nạn nhân của virus FIFA. Các cộng viên của Nerazzurri vừa đón tin dữ khi tiền vệ trụ cột Marcelo Brozovic đã dính chấn thương không hề nhẹ trong trận thắng 3-1 của đội tuyển Croatia trước đội tuyển Áo. Tiền vệ 29 tuổi đã phải rời sân một cách tập tễnh ngay trong hiệp 1 của trận đấu. Sau đó anh được chuẩn đoán dính chấn thương cơ và có thể phải ngồi ngoài trong vòng 1 tháng tới. Hiện Brozovic đã lên đường quay trở về Ý. Đây là một thông tin rất không vui đối với huấn luyện viên Simone Inzaghi và Inter Milan. Cũng là một thông tin liên quan đến Inter Milan, theo tờ Gazzetta dello Sport, câu lạc bộ Paris Saint-Germain chưa từ bỏ quyết tâm chiêu mộ trung vệ Milan Skriniar của Nerazzurri. Đây là mục tiêu mà đội bóng nhà giàu nước Pháp đã theo đuổi trong suốt mùa hè nhưng không thành công. Đích thân cố vấn chuyên môn Luis Campos từng thừa nhận ông cảm thấy tiếc nuối vì không thể bổ sung một trung vệ mới trong phiên chợ hè. Chính vì vậy, Paris Saint-Germain dự định sẽ trở lại thuyết phục Inter Milan bán Skriniar khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Với việc hợp đồng của ngôi sao người Slovakia đang tiến dần đến thời điểm đáo hạn, đại diện Ligue 1 hy vọng sẽ có được mục tiêu của mình với giá khoảng 30 triệu euro. Tiền đạo Christopher Nkunku là một trong những ngôi sao hot nhất tại châu Âu vào lúc này và chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của nhiều ông lớn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Chelsea là một trong những đội bóng đang theo dõi rất sát sao tình hình của ngôi sao người Pháp. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng của Nkunku sẽ chỉ diễn ra sớm nhất là vào mùa hè năm 2023.
Tiếp tục là một thông tin liên quan đến Chelsea. Cựu tiền đạo của đội bóng này là Tammy Abraham được cho là đang tìm đường quay trở lại nước Anh bất chấp phong độ không tệ trong màu áo AS Roma. Vào mùa giải trước, Abraham đã ghi đến 27 bàn thắng trong màu áo mới và anh cũng từng thừa nhận mình cảm thấy hạnh phúc tại Roma. Nhưng tờ Corriere dello Sport lại cho biết chân sút 24 tuổi vẫn muốn quay trở lại Anh để chứng tỏ bản thân mình trong màu áo một đội bóng lớn. Không loại trừ khả năng bến đỗ sẽ là Chelsea bởi The Blue đang thiếu đi một trung phong thực thụ và không loại trừ khả năng sẽ xem xét đem về một người cũ của mình. Chelsea muốn đem về một tiền đạo mới nhưng đó không phải là ưu tiên của họ lúc này. Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, The Blue sẽ tập trung đem về một chân chạy cánh mới trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Đây là ưu tiên hàng đầu của tân huấn luyện viên Graham Potter. Vị trí của những cầu thủ tấn công biên đang là nỗi lo đối với Chelsea khi chỉ có Raheem Sterling là phần nào đáp ứng được kỳ vọng. Còn Christian Pulisic hay Hakim Ziyech thì thi đấu vô cùng thất vọng, trong khi Mason Mount cũng không có được phong độ cao. Chính vì vậy, việc bổ sung một nhân sự mới ở vị trí này là yêu cầu của ông Graham Potter. Huấn luyện viên Gareth Southgate đang phải nhận rất nhiều chỉ trích sau phong độ nghèo nàn của đội tuyển Anh trong thời gian qua. Nhưng ít người biết rằng trong nội bộ Liên đoàn bóng đá Anh lại đang lo lắng việc mất đi vị chiến lược gia 52 tuổi. Đây là một thông tin được tiết lộ bởi tờ Daily Mail. Nguồn tin này cho biết Liên đoàn bóng đá Anh FA không muốn chia tay với ông Southgate trong tương lai gần. Dù vậy, nhà cầm quân người Anh được cho là đã nghĩ tới việc rời chiếc ghế nóng sau World Cup 2022 bởi những áp lực khổng lồ mà ông phải nhận. Trước đó, FA đã nhắm tới huấn luyện viên Graham Potter như một trong những ứng viên tiềm năng để thay thế Southgate tại đội tuyển Anh. Nhưng điều này không còn khả thi sau khi Potter trở thành huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một người thuyền trưởng mới để lèo lái con tàu tam sư sau World Cup 2022 sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Vào 19 giờ tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định tại cúp giao hữu Hưng Thịnh trước đối thủ là đội tuyển Ấn Độ. Trước trận đấu quan trọng này, truyền thông Ấn Độ đánh giá rất cao sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ báo lớn Khen Now viết, Việt Nam là ứng viên vô địch tại giải đấu giao hữu này và họ đang quyết tâm để đạt được điều đó. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của các cổ động viên nhà, nhiều khả năng Việt Nam sẽ trình diễn lối đá hấp dẫn trước một đội tuyển Ấn Độ với diện mạo mới. Họ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên với chiến thuật xuất sắc và sở hữu những cầu thủ giỏi ở mọi vị trí. Do đó họ sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải đấu. Ấn Độ chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi trước sức tấn công mà Việt Nam đang sở hữu và chúng ta vạch ra chiến lược ứng phó một cách phù hợp. Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước Ấn Độ là đủ để chạm tay vào chiếc cúp của giải giao hữu Hưng Thịnh. Do đó Ấn Độ là những người phải chủ động tấn công. Với mọi viễn cảnh có thể xảy ra, người hâm mộ có thể chờ đợi vào một cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng châu Á. Đến đây bản tin chiều xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại. Ronaldo đến Lisbon ở tuổi 12 vì anh không muốn bất cứ điều gì khác. Anh đã tự chọn con đường sự nghiệp cho riêng mình và bắt đầu thế giới của người trưởng thành sớm hơn so với hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Và cũng vì thế, dường như anh đã bỏ qua khoảng thời gian vô tư, tự do để trải nghiệm. Eriksson giải thích, từ độ tuổi 12 trở đi, chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng mọi thứ đều có giá và hoàn cảnh thực tại là một phần trong nhân cách của chúng ta, đặc biệt với những ai đã trải qua sự đói khổ cho dù ở mức độ nào.